Vâng thưa quý vị, từ đỉnh núi cao xuống tới chân núi là bản làng người Thái. Những câu hát điệu múa có sức lôi cuốn mạnh mẽ, bởi trong đó chứa đựng tình yêu cuộc sống, khát vọng vươn lên của cộng đồng người Thái. Mời quý vị cùng tiếp tục đến với âm nhạc người Thái qua các tác phẩm Lam Thái nhớ ơn cụ Hồ, sáng tác nghệ nhân ưu tú Lê Hòa, do Đoàn Nghệ thuật Quần chúng huyện Con Cuông thể hiện, và tác phẩm Tình em Khăn Piêu do Tốp múa huyện Quỳ Hợp thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.